Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học toán lớp 4, tập 2, bài 11, sáng tháng 5. Chúng mình cùng tham gia khởi động. Để kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ, ngày 19 tháng 5, trường em tổ chức những hoạt động gì? Để kỷ niệm ngày sinh của Bác hàng năm, trường em tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng sinh nhật bác phát động phong trào thi đua điểm 10 chào mừng sinh nhật bác tổ chức triển lãm về bác và đây chính là bức tranh minh họa bài đọc sáng tháng năm bài thơ là tiếng lòng là tình cảm của nhà thơ tố hữu đối với bác hồ thể hiện qua một lần nên thăm bác ở chiến khu việt bắc đây là bức ảnh tư liệu chủ tịch hồ chí minh ngồi làm việc ở chiến khu việt bắc bác hồ ngồi đánh máy chữ chúng mình cùng đọc bài với cô lan sáng tháng năm trích vui sao một sáng tháng năm đường về việt bắc lên thăm bác hồ suối dài xanh mướt nương ngô bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn bác kêu con đến bên bàn bác ngồi bác viết nhà sàn đơn sơ con bồ câu trắng ngây thơ nó đi tìm thóc quanh bồ công văn lát rồi chim nhé chim ăn bác hồ còn bận khách văn đến nhà Bàn tay con nắm tay cha Bàn tay bác ấm vào da vào lòng Bác ngồi đó lớn mênh mông Trời xanh biển rộng Ruộng đồng nước non Tố hữu Từ ngữ Việt Bắc Căn cứ địa của cách mạng Việt Nam Trong giai đoạn 1945 1954 bao gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Bồ là đồ dùng đan bằng tre nứa để đựng thóc, ngô, khoai, sắn. Kêu tiếng địa phương, tiếng địa phương là gọi. Chúng mình luyện đọc một số từ khó trong bài. Xanh, mướt, lồng lộng đơn sơ ngây thơ quanh lát rồi lòng mênh mông nước non chúng mình bấm dừng video để chúng mình luyện đọc chúng mình lưu ý chúng mình ngắt cách đọc ngắt như sau sáng tháng năm vui sao một sáng tháng năm đường về việt bắc lên thăm bác hồ suối dài xanh mướt nương ngô bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn bác kêu con đến bên bàn bác ngồi bác viết nhà sàn đơn sơ con bồ câu trắng ngây thơ nó đi tìm thóc quanh bù công văn lát rồi chim nhé chim ăn bác hồ còn bận khách văn đến nhà bàn tay con nắm tay cha bàn tay bác ấm vào da vào lòng bác ngồi đó lớn mênh mông trời xanh biển rộng biển rộng ruộng đồng nước non tố hữu bài thơ gồm có 3 khổ thơ được chia thành 3 đoạn thơ. Đoạn thơ thứ nhất, 4 dòng đầu. Đoạn thơ thứ hai, 6 dòng tiếp theo. Đoạn thơ thứ ba, 4 dòng cuối. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình đọc từng đoạn thơ. Rồi chúng mình kết hợp đọc nhầm để thuộc lòng. Tiếp theo chúng mình chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Câu 1: Nhà thơ lên Tam Bắc hồ ở đâu và vào thời gian nào? Nhà thơ lên Tam Bắc hồ ở Việt Bắc vào tháng 5. Đường lên Việt Bắc có gì đẹp? Đường lên Việt Bắc có điểm đẹp là suối dài xanh mướt nương ngô bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn ba hãy tả lại khung cảnh nơi bác hồ làm việc khung cảnh nơi bác hồ làm việc là một căn nhà sàn đơn sơ xung quanh bác là bồ câu trắng bay quanh bồ công văn để tìm thóc Câu 4. Câu thơ nào cho thấy sự gắn bó thân thiết giữa bác Hồ và nhà thơ? Câu thơ cho thấy sự gắn bó thân thiết giữa bác Hồ và nhà thơ là: Bàn tay con nắm tay cha, bàn tay bác ấm vào da vào lòng. Câu 5. Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên sự cao cả vĩ đại của Bác Hồ? Những hình ảnh trong bài thơ nói lên sự cao cả vĩ đại của Bác Hồ đó là bàn tay bác ấm vào da vào lòng, bác ngồi đó lớn mênh mông, trời xanh biển rộng, ruộng đồng nước non Chúng mình bấm dừng video, chúng mình luyện đọc nhầm để thuộc lòng bài thơ. Tiếp theo, chúng mình chuyển sang phần luyện từ và câu trạng ngữ. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu. Trạng ngữ bổ sung thông tin về thời gian, nơi chốn, mục đích, nguyên nhân, phương tiện, vân vân của sự việc nêu trong câu trạng ngữ thường đứng đầu câu ngăn cách với hai thành phần chính của câu bằng dấu phẩy chỗ này chúng mình bỏ dấu sắc nhé sự việc nêu trong câu một đọc các câu dưới đây và thực hiện yêu cầu tìm chủ ngữ vị ngữ của mỗi câu ở cột a Tìm thành phần được thêm vào mỗi câu ở cột B. Cột A. Bác đã đi khắp năm châu bốn biển. Bác là chủ ngữ. Đã đi khắp năm châu bốn biển là vị ngữ. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. Bác Hồ là chủ ngữ. Đọc tuyên ngôn độc lập là vị ngữ. Vườn cây Bắc Hồ xanh tốt quanh năm. Vườn cây Bắc Hồ là chủ ngữ, xanh tốt quanh năm là vị ngữ. Chúng mình sang cột B, chúng mình xem là thành phần được thêm vào mỗi câu là gì. Để tìm đường cứu nước, bác đã đi khắp năm châu bốn biển. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trong phủ chủ tịch. Những câu ở cột A đã được thêm đã được thêm một cụm từ vào phía trước. Đã được thêm một cụm từ vào phía trước và thành câu B, câu ở cột B. So sánh câu ở cột A và câu ở cột B thì câu ở cột B giống như câu ở cột A nhưng có thêm một cụm từ đứng ở phía trước. Vậy cụm từ đứng ở phía trước Chính là trạng ngữ đấy các con ạ à. Trạng ngữ đứng ở phía trước và ngăn cách với câu bởi dấu phẩy 2. Thành phần thêm vào mỗi câu ở cột B của bài 1 Bổ sung thông tin gì cho câu? Thời gian, nơi trốn, mục đích Câu 1. Để tìm đường cứu nước Bác đã đi khắp năm châu bốn biển. Để tìm đường cứu nước là một bộ phận phụ đứng ở đầu câu bổ sung thông tin mục đích. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là thành phần được thêm vào là bộ phận phụ chính là trạng ngữ bổ sung thông tin về thời gian. Trong phủ chủ tịch đây là trạng ngữ bổ sung thông tin về nơi trốn. ba Nhận xét các thành phần. Thành phần được thêm vào các câu ở cột B của bài tập 1. Về vị trí, thành phần được thêm đứng ở đầu câu. Về dấu hiệu ngăn cách với chủ ngữ và vị ngữ, thì giữa thành bộ phận À, được thêm vào ở đầu câu Được ngăn cách với câu bởi dấu phẩy Vậy đó là trạng ngữ Trạng ngữ là thành phần phụ của câu Trạng ngữ bổ sung thông tin về thời gian Nơi trốn, mục đích, nguyên nhân, phương tiện Của sự việc nêu trong câu Trạng ngữ, ngữ thường đứng ở đầu câu Và ngăn cách với câu bởi dấu phẩy Câu 4. Tìm trạng ngữ của các câu trong đoạn văn sau và cho biết mỗi trạng ngữ bổ sung thông tin gì cho câu. Câu thứ nhất. Năm 938, trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã chỉ huy quân dân ta đánh bại quân Nam Hán. Trạng ngữ chỉ thời, thời gian. Năm 938 là trạng ngữ chỉ thời gian, trên sông Bạch Đằng là trạng ngữ chỉ nơi chốn. Sau đó đến chủ ngữ và vị ngữ. Chúng mình lưu ý giữa hai trạng ngữ có dấu phẩy và giữa trạng ngữ với câu cũng ngăn cách bởi dấu phẩy. Câu tiếp theo. Sau chiến thắng oanh liệt đó, ông lên ngôi vua và chọn Cổ Loa làm kinh đô sau chiến thắng oanh liệt đó phẩy đây chính là trạng ngữ chỉ thời gian sau đó đến chủ ngữ vị ngữ câu tiếp theo ngày nay đền thờ và làng ngô quyền ở thị xã sơn tây đã trở thành một địa chỉ du lịch nổi du lịch tâm linh nổi tiếng trạng ngữ chỉ thời gian là ngày nay phẩy xong đến chủ ngữ và vị ngữ. Vậy là chúng mình đã tìm được các trạng ngữ ở trong đoạn văn. Trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nơi trốn. Có ba trạng ngữ chỉ nơi trốn và có một trạng ngữ chỉ thời gian. Chúng mình chuyển sang tiết viết, trả bài văn kể chuyện. Trả bài văn kể lại một câu chuyện chúng mình nghe thầy cô nhận xét về bài làm ghi lại những nhận xét cần chỉnh sửa sau đó đọc lại bài của mình và đọc lại nhận xét của thầy cô để sửa lại bài của mình bổ sung chỉnh sửa hoàn chỉnh bài của mình cho hay hơn sau đó học tập những bài làm tốt Nghe đọc những bài làm tốt của bạn và nêu những điều em muốn học tập sau đó viết lại một đoạn văn trong bài của em cho hay hơn phần vận dụng đọc bài thơ sáng tháng năm cho người thân nghe chúng mình luyện để đọc thuộc lòng và chúng mình kể về bác hồ Của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh để xem được đầy đủ bộ video của cô Lan. Xin chào và hẹn gặp lại.